Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh trân trọng giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm máy nghiền bột khô siêu mịn inox 200 phiên bản mới chuẩn bị ra mắt thị trường. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Ở video lần này, Ngọc Nga sẽ giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm cải tiến mới nhất do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh chế tạo và sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của quý vị bà con. Đó chính là dòng sản phẩm máy nghiền bột khô siêu mịn inox 200. Và dòng sản phẩm này có điểm gì khác biệt so với phiên bản trước? Thì ngay bây giờ, Ngọc Nga sẽ cùng với quý vị đi tìm hiểu về dòng sản phẩm này. Xin mời quý vị theo dõi. Cả hai phiên bản đều được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox, chống thấm, chống rỉ, không bị oxy hóa, sinh ra các chất độc hại, nên tuyệt đối an toàn khi nghiền thực phẩm, cho ra thành phẩm chất lượng y như nhau. Cả hai phiên bản đều có thể nghiền các loại ngũ cốc, các loại hạt chứa dầu, lá chè, cọng chè thành bột siêu mịn mà không lo bị bó máy. Cả hai phiên bản đều có nguyên lý hoạt động giống nhau và đều sử dụng động cơ cùng công suất 3-4 kW, sử dụng nguồn điện 220V hoặc 380V, phù hợp với mọi không gian bếp, gia đình đến hộ kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ. Ngoài ra, phiên bản mới này cũng được công ty thiết kế một số điểm khác biệt so với phiên bản cũ. Đầu tiên là khác biệt về thông số kỹ thuật máy đang được Ngọc Nga thống kê ở phía trên màn hình, quý vị có thể quan sát ạ. Ở phiên bản mới này thì kích thước đã được thay đổi, chiều dài máy là 77cm, chiều rộng 54cm, chiều cao 85cm nhưng vẫn rất là nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian lắp đặt. Toa nạp nguyên liệu cũng được thay đổi kích thước so với phiên bản trước. Phiên bản mới này toa nạp to, rộng, có kích thước chiều dài 60cm, chiều rộng 41cm, cao 9cm. So với phiên bản cũ, cửa nạp nguyên liệu có thiết kế dạng dốc, khi đổ nguyên liệu vào toa nạp sẽ trượt thẳng xuống buồng nghiền. Còn phiên bản mới này có thiết kế bằng phẳng, chỉ dốc gần miệng toa vào. Ở phiên bản mới này, phần cửa xả được thiết kế kiểu dốc ở ngay phía dưới buồng nghiền, thay vì phải buộc hai túi vải so với phiên bản trước, thì phiên bản mới này quý vị chỉ cần buộc một túi vải trước cửa xả. Ở phiên bản cũ, buồng nghiền được thiết kế ngay phía trên thân máy với 4 cánh quạt, búa đập. Hệ thống máy nghiền siêu mịn do công ty Bình Minh sản xuất sử dụng hệ thống nghiền cánh quạt ưu việt hơn so với các dòng máy nghiền thông thường trên thị trường sử dụng hệ thống nghiền búa đập. Còn phiên bản mới này, buồng nghiền được thiết kế riêng biệt. Nằm giữa thân máy, nối liền với cửa xả có đường kính 24cm, bên trong có 4 cánh quạt, búa đập. Ngoài ra, phiên bản máy nghiền bột siêu mịn inox 200 phiên bản mới này được công ty thiết kế thêm bảng điều khiển với các loại công tắc, đèn báo giúp quý vị dễ dàng sử dụng máy. Phiên bản mới này, năng suất của máy cũng cao hơn so với phiên bản trước đây. Năng suất của máy rơi vào tầm 20-40 cân trên 1 giờ, tùy từng loại nguyên liệu và mặt sàng. Dòng sản phẩm máy nghiền siêu mịn có các loại mặt sàng thông dụng cho quý vị bà con lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Sàng 0,2 ly thì thường để nghiền gạo, sàng 0,4 ly thường để nghiền ngũ cốc được bán trên thị trường hiện nay. Và với những thay đổi trên, phiên bản mới này cũng có giá cao hơn so với phiên bản trước đây. Phần giá của cả hai phiên bản, Ngọc Nga đã để ở phía dưới phần mô tả clip. Quý vị chỉ cần nhấn vào là đã biết ngay cho mình giá của dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của quý vị. Vâng, và trên đây là những điểm khác biệt dễ nhìn thấy nhất của hai dòng máy nghiền bột khô siêu mịn inox 200 phiên bản mới do công ty sản xuất nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của quý vị bà con. Hiện tại, cả hai phiên bản máy nghiền bột siêu mịn inox 200 đều đang được bày bán duy nhất tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, đáp ứng mọi nhu cầu của quý vị bà con. Công ty Bình Minh luôn trong tâm thế sẵn sàng chào đón quý vị đến tham quan, mua sắm các dòng máy tân tiến nhất. Và video của chúng ta đến đây là kết thúc. Ngọc Nga xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết video này. Và nếu quý vị còn có thắc mắc về phiên bản mới này, hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở phía trên màn hình. Nhân viên tư vấn của công ty sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Vâng, và Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.